Anh em đã có nhu cầu đóng coi uy tín chất lượng, giá ưu đãi thì có thể liên hệ mình qua fanpage Bao Game, link page hoặc là số Zalo mình đã để dưới phần mô tả của video. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hello anh em, chúc mừng anh em đã quay trở lại với cả channel của mình và mình là Bao Game đây. Thì hôm nay là thứ mấy anh em? Thứ năm thì chúng ta sẽ đi làm cái kèo thứ năm có gì anh em ạ? Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút. Thật ra là tuần này cũng chả có cái gì cập nhật anh em ạ. Tuần này chả có gì mới cả, chúng ta chỉ có cái đáng chú ý đó chính là Play of the Week phiên bản mới và cũng như là cái hình pha cũng được thay đổi sang mùa 2024-2025 rồi. Và có lẽ là đến thời điểm này thì anh em cũng thắc mắc rất nhiều rằng là có thông tin gì về cái việc mà là sang mùa mới PAL có mất hay không. Thì cá nhân mình thấy, mình nghĩ cho cá nhân mình thôi, ý kiến cá nhân, đó chính là đến thời điểm này Konami chưa có những cái thông báo gì. Và đây là cái bốc Epic cũ thôi anh em ạ. Anh em nào săn thì anh em săn thôi, còn anh em nào không quan tâm thì anh em bỏ qua, anh em săn PAL anh em ạ, PAL mùa mới rồi. Thì đây mình sẽ nói tiếp đến cái việc PAL, đó chính là đến thời điểm này Konami chưa có những cái thông báo gì về việc xóa bỏ. Thì mình nghĩ rằng chả có cái việc gì gọi là anh em phải lo nữa rồi anh em ạ. Lại còn ra PAL mùa mới nữa thì ui sỏi húp anh em ơi, húp đi, không thể xóa được cái PAL mùa mới này nhá. Bây giờ anh em săn PAL là yên tâm thoải mái này, không thể xóa được cái PAL này nữa rồi. Và tuần này chúng ta có khá là nhiều những con hàng nổi bật, đó chính là Bukayo Saka này. Cái phiên bản này thì mình nghĩ là đáng săn đấy, khi mà cái chuyên bổng của Saka là 90 rồi anh em ạ. Anh em cho sang bên cánh trái tạt thôi cũng được. Và Mohamed Salah với cái style hậu player, bộ chỉ số cũng khá là đẹp đến từ Salah anh em ạ. Một cầu thủ đã qua độ tuổi, qua 30 tuổi rồi vẫn hay. Đây, đó chính là Zirkzee, một tân binh của Quỷ Đỏ. Và chỉ số mắc là tận 99 đấy anh em nha. Còn đây là Mitoma, một con hàng cũng rất nổi bật. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đến với cả cái kèo quay đầu tiên anh em ạ. Bây giờ PAL mới ra rồi không thể xóa được nữa, cho nên là mình sẽ nhận kèo quay trở lại. Và bây giờ mình sẽ đến với cả cái kèo quay đầu tiên. Và mình rất cảm ơn bạn Lê Phong đã cho mình mượn nick để có thể có một cái kèo quay Play of the Week vào thứ năm, một cái series quen thuộc trên kênh của mình. Và như mình vừa nói thì theo ý kiến cá nhân của mình thì PAL sẽ không bị xóa anh em ạ. Còn Konami cập nhật thêm thông tin thì mình sẽ nói với anh em sau. Đấy, ý kiến cá nhân mình là như vậy. Bạn Phong thì cũng quay được một lần rồi anh em ạ. Hình như là quay vé free à? Hay là quay một lần 100 coin nhỉ? Chúng ta ở đây có 400 coin cho cái kèo này. À, bạn quay một lần bằng 100 coin rồi anh em ơi. Và mình chỉ còn 2 lần rồi anh em nhé. Ok, thì mình sẽ cố mang về con hàng Saka hay là Salah này, hai con hàng AA này mang về cho bạn để có thể nâng cấp cái đội hình. Bạn Phong hình như cũng mới chơi thôi. Đấy rồi, và lượt quay đầu tiên liệu chúng ta có thể mang về Bukayo Saka hay là Salah hay không? Liệu vẫn A nó sẽ dẫn? Đây là A, tưởng Salah hay là Saka đấy rồi. À đuổi luôn ạ, à, thằng nào đây? Ma Ba Ngu La. Ui dồi ôi, nghe của tên thì chán rồi. Lượt đầu là coi như bỏ anh em ạ, chúng ta còn đúng một lượt này. Nào, hai ông đỉnh đỉnh ơi ra luôn đi. Tuần bạn thì cũng quay ở Zigzag ngon rồi. Nào nào, lượt cuối này, lượt cuối này, giải anh, giải anh và áo xanh. Thế thì hết rồi còn đâu, Kovacic. Kovacic ở cái bản này thì mình thấy chỉ số nó cũng gọi là ok thôi, không có gì nổi bật cả. Ây da, có lẽ là cái kèo đầu tiên thì mình cũng cảm ơn bạn Lê Phong rất nhiều bạn nhé. Thì mình cũng chỉ làm được đến thế này thôi, tay hơi đen bạn ạ. Có lẽ là mình xin kết thúc cái kèo đầu tiên và chúng ta sẽ chuyển sang cái kèo thứ hai anh em ơi. Kèo thứ hai thì vẫn là một cái tên rất quen thuộc với những cái kèo thứ năm có gì. Đó chính là bạn Hoàng Nam, mình cảm ơn bạn rất nhiều đã gửi cái kèo cho mình. Với 800 coi ở đây chúng ta sẽ tiêu 300 coi cho cái bốc Play of the Week anh em ạ. Và bạn Hoàng Nam thì bảo là muốn mang về con hàng Mohamed Salah. Và có lẽ là ngày mai mình sẽ làm video về Salah anh em ạ. Và ngày kia sẽ là Zigzee. Còn Bukayo Saka thì mình nghĩ bản này cũng đáng săn đấy để mang về tạt. Bản này Saka mang về tạt là đúng đỉnh đấy anh em ơi. Đây rồi, con hàng đầu tiên. Đích One à? Ruli. Thủ môn à? Ôi rồi, mà nhìn cái nền PAL của cái mùa mới này mình thấy khá là ưng mắt đây anh em nhá. Mình thấy cái mùa PAL mới này khá là đẹp, khá là lạ mắt. Nói chung là đẹp, 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 đẹp. Ok, lượt thứ hai luôn. Salah thôi, chỉ có Salah là chân ái thôi. Những con hàng khác có hay không, không quan trọng. Nào, cứ áo đỏ giải anh là bú. Đấy rồi, lượt quay thứ hai là áo đỏ đi. Áo đỏ, và đây là Salah.
Ui mặt thằng này ngáo thế. Vanderson mặt này khá ngáo anh em ạ. Rồi ôi quay kèo hôm nay sao nhờ, tay thôi chết rồi, lâu không quay kèo này, quay lại cũng là hơn cả bốc ạ. Ui chịu luôn này, trả thằng nào ra thằng nào, nhảy qua cả dích dê để quay ra thằng Vanderson ạ. Thôi toàn rồi anh em ơi, lượt cuối anh em ơi. Ui lượt cuối nhá. Nào Mohamed Salah, em xin anh đây, em xin anh luôn đây, anh đứng ở vòng tròn giữa sân đi anh ơi, có cả khi ghi cầu đây sẽ là dài anh, nhưng mà áo trắng. Ui Mitoma rồi, Mitoma cũng hay anh em ạ, mình khá là thích Mitoma, nhưng mà bạn nam có thích đâu. Ôi kèo này toàn quá anh em ạ, cả buổi hôm nay chả ra đâu vào đâu cả, quay toàn hối rồi. Và đây là những con hàng mình mang về được cho bạn nam để bạn có thể bán đi và lấy thẻ gia hạn. Ui rồi đúng là lú luôn. Thì có lẽ là bây giờ mình xin kết thúc cái buổi thứ năm có gì đấy thôi. Và nếu anh em nào đang có nhu cầu làm coi thì có thể liên hệ mình qua fanpage Pau Game hoặc là số Zalo mình để link dưới phần mô tả anh em nhé. Và anh em cũng đừng quên để cho mình một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Bye bye anh em.